chưa bao giờ công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực lại tạo ra một khí thế và sự quan tâm lớn của xã hội như hiện nay. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Số vụ án tham nhũng được phát hiện khởi tố mới tăng cao và cán bộ cả đương chức cả nghỉ hưu bị phát hiện xử lý nhiều hơn. Phòng chống tham nhũng trở thành xu thế không làm không được, được dư luận và nhân dân rất đồng tình. Chính vì vậy mà mới đây, ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 đến 2016 đối với ông Phạm Đình Cự. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 đến 2016 của ông Phạm Đình Cự do các vi phạm nghiêm trọng trong công tác. Trước đó, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông. Tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xử lý kỷ luật ông Phạm Đình Cự. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước địa phương. Ngày 9 tháng 1, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ông Phạm Đình Cự ra khỏi Đảng. Tháng 1 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã truy tố ông Phạm Đình Cự và ông Đỗ Duy Vinh, cựu Giám đốc Sở Tài chính, về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã giao 1.183 m2 đất tại lô ô phố A12, đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa cho công ty cổ phần Fifaco không qua đấu thầu. Thời gian sử dụng lên tới 70 năm để thực hiện dự án Trung tâm Kinh doanh Dược Mỹ Phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên. Tuy nhiên, sau khi nhận được dự án này, công ty cổ phần Fifaco đã đem thế chấp vốn vay ngân hàng và góp vốn vào công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược Phú Yên. Ông Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh biết việc này nhưng vẫn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất không đúng quy định, gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng tài sản nhà nước. Tại phiên sơ thẩm giữa tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự và bị cáo Đỗ Duy Vinh cùng 3 năm tù và cho hưởng án treo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, không phải xử nặng, cách hết chức vụ mới là tốt nhất. Một quan chức tham nhũng khi đi tù thì nhất nhật lại tù, thiên thu tại ngoại. Việc này còn đánh mất hoàn toàn danh dự của bản thân, gia đình, con cái, dòng họ, cực kỳ nặng nề. Bản chất của Đảng ta được Bác Hồ khái quát là đạo đức, là văn minh, biểu hiện cụ thể ở mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, đối lập với chủ nghĩa cá nhân, thể hiện ở các phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sâu sát với thực tế, gần gũi với quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chính vì vậy mà công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn đảm bảo đúng với phương châm có lên, có xuống, có vào, có ra. Và rất nhiều ý kiến cho rằng, đối với những cán bộ đã vướng vào tham nhũng, tiêu cực, sẽ không còn bất cứ khái niệm nào là hạ cánh an toàn. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy mà thời gian qua,
lực lượng Công an Nhân dân đã luôn bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp, công tác phòng chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, mang tính chất đột phá, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung của cả nước trong công tác phòng chống tham nhũng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt nữ kế toán tham ô 68 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, lợi dụng vai trò là kế toán có nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm của các trường hợp ốm đau, thai sản, Đỗ Thương Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống tham ô 68 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thương Thương, 34 tuổi, trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội tham ô tài sản. Theo điều tra, Thương là kế toán viên Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho các cá nhân, công ty tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong thời gian công tác từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024, lợi dụng những sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã lập các ủy nhiệm chi khống trên toàn hệ thống phần mềm kế toán tập trung của Bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng là người quen của Thương. Sau khi người quen nhận được tiền, Thương đã yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Thương để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, hết khả năng hoàn trả. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm ban đầu xác định là hơn 68 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 4, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Dương. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp cận được nguồn vốn ODA, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa. Những vi phạm này không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Có rất nhiều dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, Cát Linh – Hà Đông, Yên Viên – Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 288 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành – Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành,
nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalize sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Tại thời điểm đó, chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41, quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông, Nguyễn Tấn Dũng, từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp, một năm sau, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc Quan hệ Khách hàng và Quản lý Dự án cho Tập đoàn Piteco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 QĐ-TTg của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 1 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm
và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn từ 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đối với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các nội dung trên kênh không mang tính chất định hướng, không tuyên truyền, kêu gọi hay kích động. Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin một cách trung thực và khách quan để quý vị có thể tự mình đánh giá và đón nhận.